Tôi đang trên đường. Ồ, có xe máy à. Tai nạn rồi. Tai nạn rồi. The truth. Oh my rồi. Look, come on. 179 like. 179 á. Oh my god. Điều đấy có nghĩa là các bạn cực kỳ thích cái series ở trường Cung Đức và những người bạn season 2 quay trở lại. Hell yeah. Ok, bây giờ mình vừa ăn tối xong, tất cả mọi thứ đã xong xuôi và mình đang chơi cái trò nó có tên gọi là Gun of Boom. Mình sự khuyên các bạn nên chơi trò này. Cực kỳ hay luôn. Ok, bắt đầu rồi. Ok, thì đây là mình, nó giống như kiểu CS:GO nhưng mà vi diệu hơn một tí. Ok, mình sẽ chờ lúc. Let's go. Oh, 7 kill, 7 assist. Ăn xong rồi lên trên lớp chơi Minecraft. Nó đe dọa mình cơ. Trời. Bây giờ chúng ta đi về rồi, bây giờ là 1:12 giờ rồi. Chúng ta phải chia tay các bạn này. Bạn này ở đâu? Còn ui, có cả nhưng mà vẫn còn Bách. Bách là sẽ ui. Về còn Steam nữa cơ mà. Ờ Steam á. À ừ. Ơi, tí về chơi FIFA. Ờ FIFA. Lock FIFA. Ơ nhưng mà mày tải chưa? Tải rồi. Chứ install à? Install rồi. Nhưng mà quên mất tài khoản Garena rồi. Ờ lấy tài khoản. Vâng. Tao có tài khoản đấy. Tao tài khoản Garena mới. Ờ ok. Đây là point of view. Đâu đây, xe tới đây.
Nào. Ờ, xe máy để đi đằng kia. Ờ. Để đây là. Thế để đây này. Đây, xe ở đây. Cái xe có cái áo mưa ấy. Ờ. BMW. Xe BMW đấy. Challenge mới chính là Thách Long đạp xe lên trên kia. Sắp lên được rồi. Đừng. Không. Đừng bỏ tớ thật đã. No. 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 Nói. Đi về. Đi. Đi đi bay đi. Chết được à? Ok, vậy thì chúng ta trên đường. Ủa, xe máy à? Tai nạn rồi. Tai nạn rồi. Quái sợ xe máy. Các bạn ơi, nó đi ngu quá đi luôn. Trời. Thật à? Chết rồi. Mike ơi. Chết rồi. Tụt xích là? Chạy xích. Oh shit. Ông nhấc xe tôi lên, một tí. Nhấc xe tôi lên. Được rồi này. Được rồi. Được rồi. Mày quá. Đi ngu quá đi. Trời đủ. Ok, nói là cái vừa lúc nãy mình sẽ có một video mới và Bách cũng sắp xếp được vào team đó kia solo. Chúng ta sẽ làm Bách trần thương rồi. Chúng ta sẽ làm video lễ kết nạp cho Bách. Và sắp tới là sẽ có một video mà tất cả các bạn trẻ đều rất thích, là làm thế nào để crush thích mình. So, thế là hãy stay tuned để biết được là làm nào để crush thích mình, và cũng đợi để Bách vào team đó kia solo.
nơi rồi. Tạm biệt Bách từ đây vậy. Ok. Bye bye Bách. Bye bye. Bye bye. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về một mình. Và đó thì các bạn chính là vlog của ngày hôm nay. Hôm nay khá là ngắn, mình không biết là có ngắn không, nhưng mà không có nhiều tình thử lắm nên rất xin lỗi là mình quên mình không quay. Nhưng mà để thứ bảy tuần sau mình sẽ hứa là sẽ có nhiều cái thứ hay ho hơn. Yeah, vậy thì video kết thúc rồi, mình sẽ các bạn vào vlog tiếp theo hoặc là video tiếp theo. Bye.